Girl From Nowhere, một series mang màu sắc kinh dị của Thái Lan, được phát hành từ 2 năm trước bỗng thu hút nhiều sự chú ý, và trở thành chủ đề được bàn tán trên các trang mạng xã hội. Thái Lan vốn luôn được biết đến với nhiều bộ phim kinh dị, hoặc mang màu sắc tâm linh nổi tiếng, qua đó, truyền tải nhiều thông điệp, những triết lý về nhân, quả, về con người, cuộc đời. Girl From Nowhere series phim đang thu hút sự chú ý của nhiều người gần đây, cũng chính là một bộ phim như thế. Girl From Nowhere tên tiếng Việt, Cô Gái Đến Từ Hư Vô, là một series gồm 13 tập được phát hành trên Netflix vào năm 2018. 13 tập phim là 13 câu chuyện có nội dung độc lập, nhưng đều xoay quanh nhân vật trung tâm là Nano, một nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu nhưng có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng chốn học đường. Chỉ ra những góc khuất tối tăm sâu bên trong mỗi con người, ham muốn, lòng tham, sự đố kỵ, tính ích kỷ, đây vốn là thông điệp không quá mới trong những tác phẩm từ xứ chùa vàng. Song bằng cách thể hiện khác biệt, kịch bản mới lạ nhưng chặt chẽ cùng hình tượng nhân vật được xây dựng độc đáo chính là những yếu tố làm nên sức hút mạnh mẽ cho Girl From Nowhere. 1. Góc khuất học đường được thể hiện bằng màu sắc kinh dị mới lạ, đây chính là yếu tố cốt lõi tạo nên sức hấp dẫn và màu sắc khác biệt cho Girl From Nowhere giữa vô số bộ phim kinh dị khác. Nhìn lại những series học đường thành công và nổi bật nhất của Thái Lan, không khó để thấy rằng những góc khuất nơi trường lớp, bắt nạt, bạo lực, tình dục học đường chính là chất liệu được nhiều nhà làm phim lựa chọn khai thác nhất. Song chính cách mà họ lựa chọn để khai thác, cách thể hiện, cách phát triển sẽ quyết định màu sắc, sức hút và thành công cho tác phẩm đó. Nếu hormones tuổi nổi loạn, loạt series từng gây sốt ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam bởi câu chuyện về những mặt tối của các thiếu niên lần đầu tiên được thể hiện trực diện, thẳng thắn và táo bạo nhưng vẫn kết hợp hài hòa với yếu tố tình cảm tuổi học trò. Thì Girl From Nowhere đã lựa chọn một hướng đi khác khi thể hiện những thông điệp đó, thông qua chất liệu kinh dị. Hormones là series học đường từng gây sốt khắp Đông Nam Á. Girl From Nowhere chọn hướng đi khác biệt là màu sắc kinh dị. Ano, nữ chính và cũng là nhân vật trung tâm xuyên suốt bộ phim, được khắc họa là một nữ sinh xinh đẹp nhưng ma mị. Trong từng câu chuyện, Nano có thể là nạn nhân, nhưng cũng có thể là nguồn cơn của chuỗi bi kịch kinh hoàng. Ngay từ tập phim đầu tiên mở đầu series, không hề dài dòng, người xem đã không khỏi há hốc khi chứng kiến một thầy giáo có vẻ ngoài đạo mạo, đáng kính, một người chồng, người cha mẫu mực, hoàn hảo trong mắt vợ và con gái, lại táo bạo đến kinh tởm khi gạ gẫm và quan hệ tình dục với học sinh. Và rất không may cho hắn, nữ sinh ấy là Nano. Qua đó thẳng thắn lên án nạn xâm hại tình dục học đường, một trong những vấn đề nhức nhối nhất hiện nay. Để rồi sau đó có lẽ không chỉ hắn mà cả người xem cũng không khỏi rợn người khi chứng kiến chuỗi kế hoạch nhằm bóc trần tên yêu râu xanh, đội lốt thầy giáo được Nano thực hiện vô cùng tinh vi, thông minh và tàn nhẫn đến khó tin. Và khoảnh khắc tiếng cười thỏa mãn, biểu cảm ma mị đến điên dại của Nano cất lên hẳn sẽ còn vọng lại và ám ảnh người xem ngay cả khi tập phim đã kết thúc. Thầy giáo yêu râu xanh quan hệ tình dục với nữ sinh và nụ cười ám ảnh của Nano khi nhìn hắn nhận hậu quả cứ thế. Những câu chuyện tiếp theo cũng được xây dựng với nội dung độc lập với những nhân vật mới liên tục xuất hiện. Song điểm chung chính là nhân cách, đạo đức, lương tâm của các nhân vật sẽ được đánh cược với những góc khuất tối tăm được Nano khơi gợi trong chính họ: tính ích kỷ, lòng đố kỵ, tham lam. Và nếu không thể vượt qua, họ sẽ phải nhận lấy hậu quả kinh hoàng trong sự hả hê, tiếng cười điên loạn của Nano. Nội ám ảnh đó cũng chính là điều khiến người xem sẽ phải suy ngẫm, trăn trở về những thông điệp, vấn đề mà phim đã đặt ra. 2. Sức hút đến từ nữ chính Nano ma mị. Bí ẩn Nano được xây dựng là một nữ sinh có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Nhưng khi đối diện với nụ cười thân thiện của cô ngay từ những phút đầu tiên, chắc hẳn không ít người xem đã lập tức bất an khi cảm nhận được phía sau nụ cười ấy dường như là vô số bí mật cùng sự ma mị, bí ẩn đến rợn người. Và tiếng cười hả hê, có phần điên loạn của Nano luôn cất lên bất ngờ trong mỗi tập phim chính là minh chứng cho việc cảm giác bất an ấy là hoàn toàn chính xác.
và nụ cười thân thiện của Nano có thể trở nên vô cùng ám ảnh. Nano bí ẩn từ thân thế, nguồn gốc đến hành tung. Đến khi tập phim cuối cùng của series khép lại, người xem vẫn không thể trả lời được Nano thực sự là ai, xuất thân như thế nào và mục đích thật sự của cô là gì. Chỉ biết chắc chắn Nano không phải là người thường. Mà có lẽ, những nỗ lực lý giải về Nano chỉ nên dừng lại ở tên của bộ phim, Cô gái đến từ hư vô. Nano có thật không? Những bi kịch trong phim có phải chỉ là ảo mộng? Chỉ có một điều chắc chắn, Nano không hề đáng sợ. Hay nói cách khác, Nano chỉ đáng sợ với những kẻ xấu. Trong hình hài của một nữ sinh, Nano không hề hãm hại hay giết chết ai cả. Cô chỉ là chất xúc tác khơi lên những mặt tối bên trong mỗi con người, buộc họ phải đối diện với mặt tối đó và chọn cách chiến thắng hay gục ngã. Vì thế, Nano sẽ chẳng thể làm gì nếu đứng trước sự lương thiện và lựa chọn bảo vệ nhân cách, đạo đức của con người. Vai trò của Nano chỉ là đặt con người vào tình huống phải lựa chọn. Trong một số khoảnh khắc, cô hoàn toàn đứng ngoài tình huống ấy ở vị trí của một người quan sát. Còn lựa chọn như thế nào là phụ thuộc vào mỗi người. Và ở mỗi câu chuyện, mỗi người đã có lựa chọn khác nhau mà nếu nói rằng Nano đang cố chứng minh bản chất xấu xa của con người, thì những lựa chọn ấy chính là minh chứng cho điều ngược lại, rằng dù không phải tất cả, nhưng bản chất tốt đẹp, lương thiện của con người vẫn sẽ chiến thắng dù trong tình huống tồi tệ như thế nào đi chăng nữa. Ngoài những lúc sợ người trước sự tàn nhẫn của Nano, nhiều người cũng sẽ phải rung động trước những cảm xúc rất thật, rất chân thành của cô như bao người bình thường khác khi đứng trước thứ gọi là tình yêu. Câu chuyện gian dở với TK trong tập 8 hẳn đã để lại nhiều tiếc nuối với không ít khán giả. Đó cũng chính là tập phim duy nhất mà người xem không hề nhìn thấy nụ cười điên loạn của Nano. Chỉ có nụ cười thuần khiết, ngây ngô đúng như hình hài nữ sinh của cô. Và đôi mắt ngấn nước của Nano trong những giây cuối cùng của tập phim chính là minh chứng cho những tình cảm rất đẹp vẫn tồn tại bên trong cô. Video liên quan nụ cười khi Nano ở bên cạnh T và cảnh chia tay để lại nhiều tiếc nuối. Nếu nhiều khán giả ám ảnh với tiếng cười, những kế hoạch tinh vi, tàn nhẫn của Nano thì cũng có không ít người bày tỏ sự gục ngã trước vẻ đẹp lúc tinh khôi, thuần khiết, lúc lại ma mị, quyến rũ của cô. Có thể thấy xuyên suốt bộ phim, Chicha Amata chắc người thủ vai Nano xuất hiện trong tất cả các khung hình với gương mặt gần như hoàn toàn không make up. Nhưng vẻ đẹp mộc mạc, thần thái đỉnh cao của nữ diễn viên 27 tuổi vẫn đủ sức tạo nên một Nano cực thu hút, khác biệt. Vẻ đẹp thuần khiết của Chicha trong vai Nano cùng những sắc thái ma mị, bí ẩn được cô thể hiện trọn vẹn ba. Bộ phim vừa làm hài lòng hội cùng kinh dị, vừa đáp ứng nhu cầu của fan ngôn tình, một sức hút khác của Girl From Nowhere không thể không nhắc đến, đây chính là một trong số ít phim vừa làm hài lòng được những người thích xem phim dị nhưng cũng làm đẹp lòng những khán giả thích yếu tố tình cảm, lãng mạn, đặc biệt là khán giả trẻ. Đáng khen hơn là đạo diễn nổi tiếng Konkrit Rikuimon đã sắp xếp, đang xen hai yếu tố này vô cùng khéo léo, mà không hề khiến mạch phim hay mạch cảm xúc của người xem bị gãy. Cách sắp xếp ấy chính là quyết định để chuyện tình của Nano TK sang hẳn một tập phim. Riêng tập 8, với thời lượng được đảm bảo đủ để kể được câu chuyện của cả hai có mở đầu, phát triển và kết lại một cách chặt chẽ, logic và trọn vẹn về cảm xúc nhưng vẫn đảm bảo được những thông điệp, bài học được lồng ghép như những tập phim khác. Kết thúc mở, những cảm xúc hỗn độn, dở dang khi theo dõi câu chuyện của Nano và TK bằng cách nào đó lại rất trọn vẹn. Và hơn hết, đây cũng chính là minh chứng cho việc nhà làm phim không hề cố gắng tối tăm hóa, một cách cực đoan bức tranh học đường bằng chuỗi bi kịch chằng chịt xuyên suốt 13 tập phim. Tuy nhiên, các mộc phim kinh dị vẫn hoàn toàn có thể yên tâm về mức độ ám ảnh của Girl From Nowhere với nhiều phân cảnh kinh hãi, cưỡng bức, chôn sống, đâm chém. Hay thậm chí là uống máu người. Trong những hình ảnh gây sốc này không hề được đưa vào với mục đích giải trí hay hù dọa đơn thuần, mà nó luôn làm tốt vai trò đẩy mạch phim lên cao trào, thể hiện được ý đồ của nhà làm phim và đặc biệt là khiến người xem phải suy ngẫm về những vấn đề nhức nhối mà bộ phim đặt ra. Ngoài ra bối cảnh, thiết kế, ánh sáng
trong phim đều được đầu tư chỉnh chu nhằm tạo nên không khí ma mị đặc trưng của dòng phim kinh dị. Các góc máy lạ và động, hạn chế các shot quay tĩnh đã giúp tăng tối đa hiệu quả trong việc tạo sự căng thẳng, hồi hộp và bất an cho người xem. Chính sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa, nhưng cũng đầy sáng tạo của những yếu tố trên đã làm nên sức hút khác biệt cho Girl From Nowhere, giúp bộ phim vẫn đảm bảo được giá trị và cây số, dù đã ra mắt từ 2 năm trước. Thuộc vi, theo thế giới trẻ Let's Explore Us, Oi.